Thực ra nhé, cái đích của bất kỳ một nghệ sĩ nào, từ nghệ sĩ cổ điển, phục hưng cho đến lãng mạn hay bất kỳ cái thời kỳ nào từ trước thế này ấy, ước mơ của mọi nghệ sĩ ấy, đều là sự tự do, đều là những cái thứ mà khai sinh cho hẳn một thời kỳ. Vậy thì cái sự tự do của một người nghệ sĩ cũng như là cái việc để làm sao chơi được nhạc, làm nghệ thuật được theo bản năng, hay là một nhà nhiếp ảnh đôi khi không phải là có concept, người ta ra người ta cầm máy ảnh, người ta ra hôm nay tôi sẽ chụp cái này ở góc này góc này, người ta không nghĩ thế. Đôi khi người ta chỉ đeo một máy ảnh, cầm một cốc cà phê và ra phố cổ, và họ sẽ làm mọi thứ theo bản năng. Nhưng trước khi các bạn trở thành một nghệ sĩ đích thực, các bạn làm được mọi thứ theo bản năng, thì chúng ta phải có một thứ, đó là kỹ năng. Mà trước khi có kỹ năng ấy, thì ai cũng trải qua một cái thời kỳ của con người, đấy là vô năng. Nhưng vô năng khi chúng ta có khát vọng, chúng ta đến được với nhau ngày hôm nay ấy, thì dần dần chúng ta sẽ có một thứ nó gọi là kỹ năng.